Chào các bạn nha. Thì một trong những cái món ăn mà Cường cũng thích nhận được nhiều yêu cầu của các bạn đó chính là món mì xào tập cẩm. Đây là một trong những cái món ăn mà mình thấy rằng rất phổ biến trong dịp Tết, dùng để đãi khách rất là ngon các bạn. Thì trong cái món mì xào tập cẩm ngày hôm nay, Cường khuyến khích sử dụng mì tươi. Thì mì tươi ăn nó sẽ ngon và nó thơm hơn là cái mì khô các bạn mua loại sẵn ở trong siêu thị á. Thì hôm nay Cường khuyến khích sử dụng là có tôm nè, có gan heo, có tim heo, cà rốt, rồi hành lá, cải ngọt. Rất là nhiều màu sắc luôn các bạn ha, hấp dẫn không? Rồi, và với cái mì xào thập cẩm này á, mình ăn á, thì mình sẽ chan cái phần nước mắm nè các bạn ha. Nước mắm tỏi ớt nè, Cường Phích cũng chia sẻ trong cái video này luôn. Nước mắm chua chua hoặc ngọt, ớt thì nó cay cay, rất là hấp dẫn luôn. Mời các bạn ha. Ngon cực kỳ luôn các bạn. Cái mì á rất là dai giòn. Cái mì mà các bạn mua mì khô trong siêu thị á, thậm chí là cái loại mì mắc tiền nhất luôn á, thì Cường Khuyến Khích cũng đảm bảo là nó không có ngon mà cái mì tươi mình tự làm ở nhà như thế này. Các bạn có thể tham khảo cái video này của Cường Khuyến Khích và làm thử cái món mì xào thập cẩm mình dùng mì tươi ha các bạn ha, ăn rất là ngon nè. Để bây giờ ăn thử tôm chấm với lại nước mắm ha các bạn ha, nước mắm tỏi ớt chua chua mặt ngọt. Tôm dai ngọt, ăn kèm với cái mì nữa thôi chứ nhất quả đất rồi. Nếu như mà các bạn muốn biết cái món mì xào thập cẩm này Cường Khuyến Khích làm như thế nào thì hãy xem cái video này các bạn nha. Rồi, và bây giờ để làm cái món mì xào thập cẩm này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu nào? Thì đầu tiên là mì, thì các bạn có thể sử dụng hai cái, một là mì tươi, hai là mì khô người ta làm sẵn. Thì cái mì khô đó các bạn có thể là mua trong siêu thị ha. Còn không mà các bạn muốn ăn cho nó ngon á, mình làm liền á. Ví dụ như ngày hôm nay mình làm, mình cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh, qua ngày hôm sau mình cán mình cắt thì nó sẽ ngon hơn ha. Đây là mì tươi thì các bạn sử dụng là bột mì số 11, hai quả trứng gà, rồi một xíu muối. Thì để làm mì tươi thì chỉ cần có bột mì, trứng gà và lại một chút xíu muối thôi. Về nguyên liệu làm mì xào thập cẩm thì nó có nhiều nguyên liệu lắm. Ví dụ như hôm nay mình dùng đây là tôm sú nè, hả các bạn ha, tôm tươi nè, tim nè, gan nè, một củ hành tây, một củ hành tím, 3-4 tép tỏi gì đó. Rau thì mình có là cải ngọt, hành lá và cà rốt. Rồi bây giờ với cái lượng bột mì á, thì nếu như mà các bạn sử dụng cho khoảng 4 người ăn, 5 người ăn thì tại vì nó còn tùy vào cái người đó là ăn nhiều hay ăn ít nữa. Nhưng mà thường á, là ví dụ như mình dùng hai chén này á, là khoảng 4-5 người ăn ha các bạn ha. Nói chung á, là làm mì tươi ở nhà thì nhiều bạn sẽ thấy là nó hơi cực, nó khá là vất vả so với cái việc các bạn mua cái mì sẵn bên ngoài. Nhưng mà bạn nào đã từng ăn mì tươi rồi thì mình bảo đảm là sẽ không có cảm thấy rằng nó vất vả hay gì đâu. Nó rất là ngon, nó thơm mà cái sợi mì ăn nó dai, nó giòn giòn, ngon lắm. Còn cái mì mà khô mà các bạn mua bên ngoài, thậm chí những cái loại mì cao cấp luôn á, cũng không bao giờ ngon bằng cái mì tươi mình tự làm ở nhà như thế này. Thế mình cho hai chén ha. Rồi với hai chén bột mì thì mình cho nó là 1/3 thìa cà phê muối ha các bạn ha. 1/3 thìa cà phê muối này các bạn sẽ hòa với lại 1 thìa cà phê nước. Thực ra thì đương nhiên là hòa nó sẽ không tan được tại vì cái lượng nước nó quá ít. Nhưng mà mình hòa như thế này sẽ giúp cho cái muối nó dễ tan vào trong bột hơn. Còn nếu mà các bạn cho muối vào trong bột khô á, thì chút nữa mình cho trứng vào kiểu như là cái hạt muối nó không có tan được. Nên thường là các bạn sẽ hòa ha, hòa trước như thế này thì sẽ giúp cho cái muối nó dễ tan hơn. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho vào cái tô bột này ha. Rồi bây giờ các bạn trộn đều lên ha, trộn cái phần bột nè và cái phần trứng này. Thì thường á, với hai cái chén bột mì thì các bạn dùng hai cái trứng gà thì nó sẽ không đủ đâu ha, mình sẽ pha thêm nước lọc vào. Thì các bạn cứ cho từng muỗng canh nước lọc vào. Làm cái mì này thì ban đầu nó sẽ hơi dính tay, nhưng mà các bạn nhào một hồi, các bạn nhào khoảng 10 phút 15 phút á thì nó sẽ không dính tay nữa. Rồi sau khi mà các bạn đã nhào cái khối bột rồi nè, nhào khoảng 10 phút 15 phút ha các bạn ha, thì cái bột mình nè bây giờ nó mềm mại nè, các bạn thấy không, và nó không có dính tay nữa, đụng vô nó không dính ha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm mình bọc cái khối bột này lại, rồi các bạn cho vào trong ngăn mát tủ lạnh, các bạn để khoảng 30 phút. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh, các bạn để khoảng 30 phút cho mình. Rồi con tôm á, bây giờ các bạn muốn làm cho nó lấy chỉ tôm mà nó không có bị lấy cái tâm mình đâm vào á, thì các bạn cũng dùng cái tay móng tay, ngón tay mình nè, ngón tay cái nè ha, các bạn dở cái đầu nó lên, rồi các bạn nắm cái phần dưới các bạn kéo ra, thì như vậy mình sẽ lấy luôn cái phần chỉ tôm ra ha các bạn ha. Đó các bạn thấy không, cái phần chỉ tôm nè, các bạn cứ nắm kéo ra thì nó sẽ đi hết luôn ha.
Thì như vậy thì mình không cần là phải dùng cây tăm, mình đâm vào trong cái thịt tôm, thì như vậy thì cái tôm mình sẽ đẹp hơn mà nó cũng nhanh nữa. À, đó cũng là một cái cách lấy chỉ tôm mà mình chia sẻ với các bạn trong cái video này. Rồi cái tôm sú này khi mà mua về thì bây giờ mình đã lấy chỉ ra xong rồi, mình lột vỏ, lột vỏ xong lát nữa mình đi ướp. À, mình làm lại một con khác cho các bạn coi nè ha. Cái chỗ cái mang của nó này các bạn, dỡ nó lên rồi các bạn nắm, các bạn kéo ra đó, thì các bạn thấy không, cái phần chỉ tôm nè nó sẽ đi theo cái đầu con tôm ha, ra ngoài. À, các bạn lấy chỉ tôm rồi các bạn lột vỏ để nó vào cái tô này chút mà mình đi ướp nó. Rồi cái tôm sau khi mà các bạn đã lột vỏ sạch rồi thì mình chừa lại cái đuôi ha các bạn ha, mình xào lại nhìn cho nó đẹp. Các bạn cho vào đây là khoảng một thìa cà phê tiêu, rồi một thìa cà phê hạt nêm, muối thì mình cho nó nửa thìa cà phê thôi, nửa thìa cà phê đường luôn. À, các bạn trộn đều lên rồi các bạn ướp cái tôm này, mình ướp nó khoảng 15-20 phút gì đó. Các bạn có thể là dùng cái màn bọc thực phẩm đó, các bạn bọc lại rồi mình cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh để giữ cho cái tôm này nó tươi ha. Rồi bây giờ với cái gan heo này thì các bạn cắt lát mỏng cho mình ha. Rồi cái gan heo mà sau khi các bạn cắt ra rồi thì các bạn cho vào đây khoảng nửa bịch sữa tươi ha. Thì các bạn ngâm gan với sữa tươi sẽ giúp cho gan nó thải những cái độc tố ra. Sau đó thì các bạn rửa lại với nước muối loãng rồi mình có thể đem đi tẩm ướp gia vị ha, mình ngâm khoảng 30 phút. Rồi bây giờ với cái tim heo này thì các bạn cắt thành từng cái lát mỏng ha. Rồi giờ cái phần mà gan sau khi mà các bạn đã ngâm với sữa rồi thì mình vớt ra, mình rửa lại với nước muối loãng cho nó sạch ha. Tim thì mình cũng vậy luôn, cũng rửa nước muối loãng cho nó sạch luôn. Cho vào tô đi, chuẩn bị là mình để ướp gia vị. À, thì với cái này thì mình cũng cho là muối, đường và hạt nêm, một chút xíu tiêu thôi ha các bạn ha, để cho nó có cái vị đậm đà. Mình cho nó khoảng nửa thìa cà phê muối nè. Tại vì cái mì xào thập cẩm hôm nay á thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thêm cái phần nước mắm nữa. Thường mì các bạn người ta sẽ ăn với lại nước mắm hoặc là nước tương, nước mắm tỏi ớt hoặc là nước tương tỏi ớt ha, chứ không có kiểu như là xào mì ăn cho nó vừa ăn luôn. Mình cũng thích như vậy, mình cũng thích ăn rồi mình chan cái nước mắm lên nó có cái vị thơm hơn, nó mùi thơm hơn. À, tiêu thì mình cho nửa thìa cà phê tiêu ha, đường mình cho một thìa cà phê đường, muối thì mình cho nửa thìa cà phê muối thôi, hạt nêm thì mình cho là một thìa cà phê. Rồi mình trộn đều cái phần gan, phần tim này lên. Mình ướp nó khoảng 15 phút ha các bạn. Rồi bây giờ cái khối bột mình ủ được khoảng 30 phút rồi thì mình lấy ra. Thì nếu như mà lỡ cái bột mình nó hơi dính á thì các bạn cho một ít bột áo, khoa một ít bột áo mỏng vào cái cây cán bột rồi các bạn có tấm thớt mình cán cho nó dẹp ra. Còn nếu mà bột mình nó không dính á thì không cần ha các bạn ha. Đừng cho bột áo, nếu mà các bạn cho nhiều quá lát nữa cái sợi mì mình ăn nó cứng ngắc à. Ăn nó không ngon. Cán xong rồi các bạn gấp lại, cán tiếp ha. Thì các bạn thực hiện lại cái việc này nó khoảng 7 đến 8 lần ha. Cứ các bạn cứ cán ra xong rồi các bạn gấp lại rồi cán. Sau khi mình cán xong thì mình cho nó vào ngăn mát tủ lạnh, các bạn ủ tiếp 30 phút cho mình. Và mình sẽ lặp lại cái công đoạn này khoảng 3 lần, 2-3 lần ha. Các bạn càng làm thì nó sẽ càng dai, nhưng mà đừng làm nhiều quá. Ví dụ như mình làm tối đa là 3 lần thôi, các bạn làm nhiều hơn nữa thì cái sợi mì mình ăn nó lại không ngon. Dai nhưng mà nó vẫn phải có cái độ mềm mại của nó ha các bạn ha. Chứ còn mì mà dai quá thì ăn đâu có ngon gì đâu. Ha, các bạn có việc là cán như thế này ra xong rồi mình gấp lại, mình cán tiếp. Các bạn làm lại cái bước này khoảng 7 đến 8 lần. Rồi, xong rồi thì các bạn cũng cho nó lại vào trong cái màn bọc thực phẩm ha, bọc lại. Cho nó vào lại ngăn mát tủ lạnh. Mình để thêm khoảng 30 phút nữa ha, rồi các bạn cũng đem ra các bạn cán lại cho mình như vậy ha. Mình lặp lại nó khoảng 2-3 lần thì khối bột mình nó sẽ dai, ăn nó ngon. Lưu ý là mình phải bọc kính ha các bạn ha. Các bạn mà để cho không khí nó vào đây nè, khối bột mình rất là khô. Lưu ý các bạn đó, nếu mà các bạn bọc không kính là cái bột mình nó khô lắm á nha. Phải bọc cho nó kính lại. Rồi bây giờ mà để pha nước mắm ăn mì xào á thì mình sẽ làm nước mắm nó hơi loãng một chút ha các bạn ha. Nước mắm chua ngọt mình cho nó, ví dụ như là 3 muỗng canh nước mắm thì mình cho 2 muỗng canh nước. Cái nước thì mình dùng nước lọc thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt chanh và tắc vào đây. Các bạn có thể dùng chanh không hoặc là các bạn dùng tắc không cũng được, nhưng mà các bạn có chanh và có tắc thì nó sẽ thơm hơn ha. Cái nước mắm mình ăn nó sẽ ngon hơn.
tắc ở một số vùng miền họ gọi là trái quất đó các bạn ha, trái quất trái hành đó. Đây mình vặt nó khoảng một trái chanh và khoảng hai trái tắc ha. Nhiều người thì họ pha nước mắm họ hay cho thêm bột ngọt, nhưng mà mình thì không có bao giờ ăn bột ngọt hết, chủ yếu là mình pha với lại đường thôi, nước mắm, đường, chanh. Các bạn cho khoảng muỗng canh rưỡi đường ha. Các bạn có thể là pha theo cái khẩu vị của gia đình của các bạn, tại vì một khẩu vị mỗi người ăn là khác nhau, chủ yếu là mình làm sao cho nó lẫn loãng, nó chua chua ngọt ngọt là được. Rồi sau cùng thì mình sẽ cho cái phần tỏi ha, tỏi, ớt bằm, cho khoảng hai trái ớt bằm lên cho nó cay cay. Đó thì cái mì xào sau khi mà xào xong rồi thì mình sẽ ăn kèm với lại cái nước mắm tỏi ớt này ha các bạn ha, chua chua ngọt rất là ngon nè. Bây giờ đầu tiên thì mình cho ít dầu ăn vào trong chảo ha, cho dầu nó nóng lên, rồi các bạn phi thơm với phần hành tím và tỏi, khoảng một củ hành tím và ba trái tỏi ha các bạn ha. Rồi khi cái phần hành tím tỏi mình nó đã hơi vàng vàng rồi nè, nó thơm rồi ha, thì mình sẽ cho cái phần gan và phần tim heo vào mình xào trước. Đó, các bạn xào cho cái phần tim và cái phần gan nó săn lại. Rồi mình cho cái phần cà rốt và cũng như là cái phần cọng cải ngọt. Cải ngọt thì các bạn chia làm hai phần ha, cái phần cọng và phần lá. Cái cọng mình xào trước tại vì cái cọng thì nó lâu chín hơn. Rồi một cái mẹo để cho mình thử cái mùi hôi của gan và cũng như là cái phần tim này. Thật ra thì một số người nhạy cảm với cái mùi nội tạng động vật á, thì các bạn có thể là cho vào đây khoảng 2 thìa cà phê rượu ha. À, còn nếu mà bình thường ở nhà mình ăn thì không cần phải cho rượu vào, nhưng mà một số người hơi nhạy cảm với những cái mùi nội tạng á, thì mình cho thêm một chút xíu rượu nó sẽ giúp khử cái mùi. Rồi cái phần gan và tim mình bây giờ nó săn này rồi nè, thì mình sẽ cho cái cà rốt vào. Các bạn cho cái phần cọng cải ngọt vào luôn ha. Khi mà xào thì mình không cần phải cho nước ha các bạn ha, tại vì cái phần rau nó sẽ ra nước nè, các bạn thấy không. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần tôm vào. Đây cho luôn cái phần hành tây vào. Rồi cái lá cải ngọt. Rồi bây giờ các bạn xịt lên đây cho mình là khoảng 2 muỗng canh nước tương ha. Khi nào mà các bạn thấy con tôm mình nó vừa chín tới thì lúc đó mình sẽ cho cái phần hành lá vào. Như vậy thì coi như là cái phần nhân á, gọi là phần nhân đi ha, là xong rồi. Mình chuẩn bị là đi là làm mì. Cái mì xào thập cẩm này mình thấy nhiều người còn cho thêm ví dụ nhiều cái, ví dụ như là thịt ha, rồi cá viên chiên. Nói chung nó có nhiều cái cách công thức lắm các bạn ha, cách nào làm mình thấy ăn cũng ngon hết. Nhưng hôm nay thì mình dùng chủ yếu là tôm với lại gan và tim heo thôi. Rồi lúc này các bạn thấy con tôm mình nè, nó chuyển sang cái màu cam rồi, vàng cam rồi ha, nó gần chín rồi đó. Thì bây giờ mình cho cái phần hành lá vào. Tắt lửa ha các bạn ha. Cái phần nước này nè, một chút nữa mình sẽ chắc riêng ra, tại vì cái nước này nếu mà nó nhiều thì nó sẽ làm cho cái sợi mì mình nó bị nhũng đi, mềm đi, ăn không ngon. Thì các bạn có thể chắc riêng ra, mình chỉ cho một ít thôi. Nếu mà mình xào khô quá thì ăn cái mì nó cũng không ngon, tại vì cái mì thì nó phải có thêm cái phần sốt này nè, cái phần nước mình xào, phần tôm, phần gan, phần tim, phần rau đồ đó thì ăn nó mới ngon ha. Rồi ok ha, bây giờ chuẩn bị thì mình sẽ cán mì ra. Rồi bây giờ tiến hành là mình cắt cái cán cái khối bột ra và mình cắt thành mì ha các bạn ha. Thì mỗi lần mà mình làm mình đừng có cán hết một cái cục bột như thế này, nó rất là to, rất là khó cán. Thì mình ngắt nó khoảng một cục thôi ha các bạn ha. Đây, ngắt nó khoảng một cục như thế này thôi là đủ, được rồi. Cái phần bột mà mình chưa làm thì các bạn cứ bọc lại trong cái màng bọc thực phẩm nha, để cho nó đừng có bị khô. Rồi bây giờ mình sẽ cho một ít cái phần bột áo ha, mình cũng dùng bột mì luôn, cho bột áo xuống nền. Mình sẽ dùng hơi nhiều bột áo ha các bạn ha, tại vì cái bột mì mà các bạn dùng ít bột áo quá thì nó rất là dính, chút nữa mình cán ra nó cũng khó nữa. Rồi bây giờ các bạn cán mỏng ra. Mì xào thì mình sẽ không cán quá mỏng ha các bạn, nó cũng có cái độ dày nhất định, ví dụ như khoảng từ 0.3 mm á, thì cái sợi mì mình ăn nó sẽ dai, nó sẽ ngon. Còn các bạn cán mỏng quá thì ăn nó không ngon, nó dễ bị đứt. Thường người ta làm cái vỏ hành thánh á, thì người ta sẽ cán nó mỏng, còn cái mì thì người ta cán cũng không mỏng lắm đâu. Rồi cái mì sau khi mà các bạn đã cán mỏng ra rồi thì bây giờ mình sẽ cắt, dùng dao hay các bạn dùng cái gì các bạn cắt cũng được. Mình xếp nó lại ha. Đó, mì của chúng ta nè các bạn ha. Ok, các bạn cắt xong rồi thì các bạn cuộn nó lại. Ví dụ như mình cuộn tròn nó lại như thế này ha.
cuộn lại thành một vắt mì cho các bạn. Xong rồi mình sẽ đem đi trụng, thì chút nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách trụng mì. Trụng thì trụng nó cũng đơn giản thôi chứ không khó đâu ha. Các bạn cứ tóm tròn nó lại như thế này ha, một vắt mì của chúng ta nè. Rồi cái mì sau khi mà cắt xong rồi thì các bạn cũng có thể là phủ bột áo lên để cho nó đừng có dính nha. Nếu như mà trong quá trình mình cắt lâu á thì mình kiếm một cái thau hay là một cái dĩa gì đó mình đậy nó lên để cho cái mì nó đừng có tiếp xúc với không khí thì nó sẽ bị khô. Ok, bây giờ các bạn bắt lên cho mình một cái nồi nước sôi ha, và mình bắt đầu mình trụng mì. Rồi bây giờ các bạn chuẩn bị cho mì vào xào. Thì cái phần nước á, mình đã chắc ra một cái chén nhỏ riêng rồi. Mình không muốn cho cái phần nước vào nó nhiều làm cho cái sợi mì này mình nó bị kiểu như nó không có được dai ha. Mình cho ít nước thôi. Vẫn còn nước ha các bạn ha. Vẫn còn nước này. Cái nước này nó thấm vào cái sợi mì ăn rất là ngon. Ok, bây giờ mình sẽ cho mì vào. À, mì tươi mà các bạn xào thập cẩm ăn là ngon cực kỳ luôn. Rồi có thể mình sẽ rưới lên đây thêm một chút xíu cái phần nước sốt này nè ha. Chút xíu thôi, đừng nhiều quá, nhiều quá mì nó nhão. Rồi các bạn xịt lên đây một chút xíu nước tương nữa nha, cho nó thơm. Khi mà cho mì vào xào thì các bạn xào khoảng 5 đến 7 phút nữa là được rồi. Chủ yếu là mình làm cho cái sợi mì nó nóng trở lại. Nè các bạn thấy không, sợi mì nó dai nè. Ngon ghê chưa. Thì Cùi Gỗ Kích đã có rất nhiều cái video làm mì rồi. Có một cái video riêng luôn là hướng dẫn các bạn làm mì. Rồi có một cái video là làm mì chay. Mì Cùi Gỗ Kích làm nó màu xanh đó các bạn. Làm với lại cái lá cải ngọt á. Các bạn có thể là xem lại cái video đó nếu mà các bạn muốn ăn chay. Còn hôm nay thì Cùi Gỗ Kích giới thiệu với các bạn cái món mì xào thập cẩm ha. Thì đây là một trong những cái món mà Cùi Gỗ Kích thấy nó khá phổ biến trong dịp Tết. Hầu như Tết nhà nào cũng làm cái món mì xào. Nhưng mà hôm nay Cùi Gỗ Kích muốn chia sẻ với các bạn cái cách làm mì xào mà dùng mì tươi thì nó sẽ ngon hơn, nó thơm hơn. Hy vọng rằng đây sẽ là một món ăn yêu thích của các bạn trong dịp Tết này nha. Ok, nếu như mà các bạn thích cái món mì xào thập cẩm của Cùi Gỗ Kích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel nha, để ủng hộ Cùi Gỗ Kích ra những cái video mới hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.